Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các bạn đã từng nghe nông dân Việt chế tạo máy bay, tàu ngầm chưa a? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn nghĩ đó là điều viển vông. Điều đó chỉ có những chuyên gia, kỹ sư ở những nước hàng đầu thế giới. Nhưng dù không hề qua một lớp đào tạo bài bản về cơ khí, chế tạo máy móc, nhưng với niềm đam mê yêu thích, nhiều người nông dân Việt đã tự mình nghiên cứu, sáng chế ra máy bay, tàu ngầm robot khiến cho các chuyên gia nước ngoài ngả mũ thán phục. Vậy những người nông dân đó là ai? Và sáng chế ra những trang thiết bị nào khiến cho cả thế giới sửng sốt đến như vậy? Hãy cùng lên kênh tìm hiểu video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên đó là hai lúa Việt Nam chế tạo xe bọc thép cho quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2014. Hai cha con nông dân Việt Nam dậy sóng cộng đồng mạng khi vinh dự được nhà nước Campuchia trao tặng huân chương Vương quốc Campuchia cấp đại tướng quân. Ông Trần Quốc Hải, nông dân chế tạo máy bay ở Tân Châu, Tây Ninh và con trai Trần Quốc Thanh cùng đón nhận huân chương đại tướng quân do nhà nước Campuchia trao tặng vì những đóng góp vào kỹ thuật cho đất nước Campuchia. Huân chương hữu nghị cấp đại tướng quân được quốc vương, Vương quốc Campuchia trao tặng cho những người nước ngoài có công lao đóng góp khôi phục, xây dựng Vương quốc Campuchia ngày một bền vững. Ông Hải kể, trong những lần qua Campuchia hỗ trợ kỹ thuật máy trồng mì tại Lữ đoàn 70, tôi thấy một số xe bọc thép cứ bị đẩy ra đẩy vào mà không thể khởi động được. Tôi đề nghị để mình sửa chữa lại xe này và nâng cấp nó lên. Điều bất ngờ là đề nghị đó của ông Hải được chỉ huy Lữ đoàn 70 chấp nhận, nhưng với điều kiện là ông Hải phải bỏ tiền túi ra sửa chữa, nếu không được số tiền này sẽ mất trắng. Chiếc xe mà ông Hải tiếp nhận là xe bọc thép BGD-M2 do Liên Xô sản xuất, có nhược điểm là máy xăng hao tốn nhiên liệu và hay hỏng hóc. Tác xạ chậm do khi tác chiến phải đậy nắp và phải quay tay đối với tháp pháo của xe. Ông Hải đưa ra phương án là sẽ chuyển động cơ từ sử dụng xăng sang sử dụng dầu diesel, cải tạo nắp đậy tháp pháo tự động và trang bị thêm súng cho xe bọc thép. Đầu năm 2013, ông Hải tự bỏ ra 25.000 đô bắt tay vào sửa chữa. Sau mấy tháng trời vật lộn, ông và người trợ giúp đắc lực là cậu con trai đã cho ra đời chiếc xe bọc thép với tính năng hoàn toàn mới. Nó có thể vận hành với 25 lít dầu diesel trên 100 km. So với trước đây là 45 lít xăng trên 100 km, tác xạ nhanh hơn, hỏa lực mạnh hơn so với trước ở vòng xoay súng, có thể bắn ở cự ly gần hơn so với 150 m của xe cũ. Tháp pháo tự động Vương quốc Campuchia gọi ông là nhà khoa học. Sau thành công của chiếc xe, ông Hải được Lữ đoàn 70 giao sửa chữa thêm 10 chiếc xe bọc thép khác, bao gồm 6 chiếc BGD-M2 và 4 chiếc BTG60BB. Những chiếc xe qua tay cha con ông Hải đều được nâng cấp, ít hao tốn nhiên liệu, xe không về số, có thể vận hành leo dốc, không cần phải đậy nắp, xe vẫn có thể tác chiến. Đặc biệt trước khi chế tạo xe bọc thép cho Campuchia và nhiều loại máy phục vụ cho nông nghiệp, trước đó 5 năm, nông dân Trần Quốc Hải đã tự chế tạo thành công 2 chiếc trực thăng. Và sau khi có thông tin ông Hải làm được máy bay, các đoàn của chính phủ đến khảo sát, nhìn chiếc máy bay để tại nhà. Cảm nhận đầu tiên của họ là tỏ ý không tin người Việt Nam có đủ trình độ để có thể chế tạo được máy bay. Sau đó, một đoàn gồm có các giáo sư, tiến sĩ, lãnh đạo của 11 bộ đến để đưa ra những câu hỏi truy vấn liên quan đến quá trình hình thành, cũng như phương án vận hành chiếc trực thăng này. Ông Hải nhớ lại, do trả lời thông suốt các câu hỏi nên không lâu ông Hải được mời ra Hà Nội. Trong chương trình đó, người phỏng vấn ông Trần Quốc Hải là giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Mịch, trưởng bộ môn hàng không, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo sư Mịch hỏi gì, ông đáp nấy, không một vấp váp. Chưa dừng lại, một phái đoàn khác gồm các giáo sư, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài được đưa đến. Những câu hỏi được đưa ra và một lần nữa ông Hải đều trả lời trôi chảy. Kết quả của những lần kiểm tra như thế, hai lúa được cấp bằng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hai chiếc máy bay do chính bàn tay của cha con tôi làm ra được đưa đi thử nghiệm trước hai trung tướng, một thiếu tướng và hàng chục đại tá, cùng nhiều giáo sư, tiến sĩ khác khởi động, cánh quạt chuyển động từ chậm sang nhanh, vù vù trước mặt mọi người. Tuy nhiên, công việc thử nghiệm chỉ dừng lại ở đây mà không được phép cất cánh. Không những thế, chiếc trực thăng của ông Hải còn được Viện Bảo tàng MoMA ở Mỹ mua lại. Số tiền thu được ông Hải dồn hết vào việc nghiên cứu các công trình khác. Trong một bài báo của hãng thông tấn CNN, ông Hải cho xem có đoạn một phái đoàn của Úc đã đến thăm và mời ông đến tham dự một cuộc triển lãm vào tháng 12 năm 2006. Trong buổi triển lãm đó, ông nói về những khó khăn trong suốt quá trình chế tạo chiếc phi cơ, cũng như những cách thức mà ông đã sử dụng để chế tạo nó. Chiếc máy bay trực thăng của ông Hải đã được chọn là một trong 3 thiết kế triển vọng tại buổi triển lãm này, cùng với thiết kế của một người Úc và một người Trung Quốc. Qua đó, các bạn khán giả của tên kênh có cảm thấy tự hào vì những sáng chế của ông Hải không a? Có ấn tượng gì với những sáng chế này? Hãy comment chia sẻ quan điểm của các bạn ngay dưới video này nhé! Thứ hai, đó là doanh nhân hai lúa và giấc mơ tàu ngầm Việt vươn khơi. Trong quá khứ, nhiều nông dân hai lúa của Việt Nam từng chế tạo và thử nghiệm thành công các loại tàu ngầm mini cỡ nhỏ với khả năng lặn, di chuyển khá hoàn thiện. Đầu tiên nhắc tới những chiếc tàu ngầm mini do nông dân Việt Nam tự chế tạo, ấn tượng nhất có lẽ là tàu ngầm Trường Sa-1, được chế tạo bởi một kỹ sư mang tên Nguyễn Quốc Hòa ở Thái Bình. Theo ông Hòa, xuất phát từ việc nước ta phải bỏ ra nhiều triệu đô để mua tàu ngầm nước ngoài, ông đã nảy sinh ra ý tưởng thiết kế tàu ngầm Made in Việt Nam. Ông trăn trở rằng, nước láng giềng cũng chế tạo được tàu ngầm, tại sao người Việt lại không làm được? Vốn là kỹ sư hóa học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, kỹ sư cơ khí chuyên ngành khuôn mẫu của Đức, ông quyết định tìm hiểu về chế tạo tàu ngầm. Doanh nhân quê Thái Bình kể lại, khi đóng tàu ngầm mới là ý tưởng, vợ con và bạn bè đều ngăn cản tôi, vì họ cho rằng tàu ngầm là thứ gì đó rất kinh khủng, không thể làm được. Nhiều người còn mỉa mai giám đốc một xưởng cơ khí địa phương nhưng lại có ý tưởng hoang đường, không thiết kế tổng thể mà qua nghiên cứu tài liệu, hình dung đến đâu làm đến đó. Tôi vừa làm vừa mò mẫm, qua thử nghiệm, không ít lần động cơ tàu bị trục trặc, thậm chí nổ nhưng tôi vẫn không chùn bước. Ông Hoàng kể lại, chỉ việc suốt ngày cắm mặt vào máy tính, tìm tài liệu, chế tạo tàu ngầm của Nga, Mỹ, Đức, ông phải mất hơn 3 tháng. Năm 2013, sau nhiều ngày tháng làm việc, chiếc tàu ngầm mang tên Trường Sa-1 với công nghệ ép, hệ thống tuần hoàn khí độc lập do ông mày mò thiết kế, sản xuất, đã được nhiều nhà khoa học trong nước đánh giá cao. Tuy nhiên, theo ông Hòa, đó mới chỉ là bản thử nghiệm, còn nhiều lỗi cần khắc phục, bởi môi trường biển khác môi trường trong hồ, trên sông. Đến năm 2015, phiên bản tàu ngầm mini cải tiến mang tên Hoàng Sa ra đời, với nhiều tính năng và công nghệ vượt trội, có thể chạy ngầm, lặn sâu và nổi lên mặt biển nhịp nhàng. Theo ông Hòa, chi phí đóng hai chiếc tàu ngầm mini đầu tiên hơn chục tỷ đồng. Nhiều người xót cho ông vì số tiền bỏ ra quá lớn đó, nhưng với ông, đó là đam mê cháy bỏng. Với hy vọng tàu ngầm Made in Việt Nam sẽ vươn khơi, nhiều khó khăn đã xảy ra trong quá trình ông Hòa chế tạo hai chiếc tàu ngầm trên. Tưởng chừng như ông sẽ dừng lại, nhưng niềm đam mê vẫn cháy trong ông khi doanh nhân này quyết chế tạo bằng được mẫu tàu ngầm thế hệ thứ hai đúng nghĩa, chứ không chỉ là bản cải tiến. Sau 3 năm thai nghén, được sự giúp đỡ của nhiều nhà khoa học, kỹ sư trong và ngoài nước, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa đã khởi động đóng mới tàu ngầm Trường Sa-2 vào tháng 5 năm 2018. Trường Sa-2 được xem như phiên bản thu nhỏ của tàu ngầm Kilo 636, sử dụng nhiều công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật khắt khe nhất của một tàu ngầm mini, với hệ thống điều khiển điện tử tự động gần như hoàn toàn. Ông cho hay, theo thiết kế, Trường Sa-2 dài 9m, nặng 22 tấn, chiều cao bên trong thân tàu là 1,8m, sức chứa tối đa 6 thủy thủ đoàn. Tàu có vận tốc 35 km/h, lặn sâu 250m và tầm hoạt động là 3.000 km. Tàu được thi công bằng phương pháp phân chia các hạng mục vỏ tàu. Sau khi hoàn thiện từng hạng mục, sẽ tiến hành ráp nối. Tàu Trường Sa-2 sẽ có các động cơ và trang thiết bị điện tử hiện đại nhập từ nước ngoài, hiệu chỉnh cho phù hợp với thiết kế và tính năng của con tàu. Thật đáng khâm phục ý chí của con người Việt Nam phải không các bạn? Không ngại những khó khăn, gian khổ để theo đuổi niềm đam mê và phát triển đất nước. Cuối cùng đó là chiếc trực thăng tự chế của ông Bùi Hiền mang tên Giấc Mơ. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, ông Bùi Hiền 62 tuổi, ngụ tại thị xã Di An, tỉnh Bình Dương cho biết, chiếc máy bay trực thăng thứ hai của ông đã bay ổn định và hoàn thiện hơn. Chiếc máy bay Giấc Mơ của ông Hiền nặng 390 kg và có khả năng nâng tới 600 kg, là chiếc máy bay được ông Hiền khá tâm đắc, dành nhiều thời gian nghiên cứu và rút kinh nghiệm từ chiếc máy bay đầu tiên của mình. Ông Hiền đã tính toán rất kỹ các chi tiết của cánh quạt, trọng lượng của máy bay, các vật cản, sức đẩy khi cất cánh để tránh hiện tượng bị bổ nhào khi bay thử nghiệm. Trực thăng mới có chiều dài 7,4m, cao 2,4m, chiều dài cánh quạt chính là 6,6m, ti và chiều dài cánh quạt phía sau là 1,1m. Động cơ máy bay nhập từ Mỹ, sử dụng xăng A92, vận tốc tối đa khi bay đạt 200 km/h, trần bay dưới 500m và tầm hoạt động liên tục trong 2 giờ. Chiếc trực thăng thứ hai của kỹ sư Hiền đã được thử nghiệm về công suất động cơ, độ rung, lắc, nhiệt lượng. Lần này, ông không sử dụng mô hình đồng trục mà làm kiểu trực thăng cánh đơn, hỗ trợ cánh đuôi, hệ thống đèn báo hiệu nhiệt độ động cơ nhiên liệu, số vòng quay của động cơ khá đơn giản nhưng đầy đủ. Phía trước của chiếc trực thăng mới được trang bị kính chắn gió chịu lực và tạo hình dáng của một chiếc trực thăng. Khung máy bay được hàn bằng các ống inox rất chắc chắn. Ông Hiền nhận định, các cánh quạt của máy bay hoạt động rất tốt, quay tại chỗ theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của mình là 450 vòng trên 1 phút. Sắp tới, ông Hiền dự định sẽ lắp đặt hệ thống phun thuốc sâu vào dưới bụng của máy bay để phục vụ nông nghiệp. Quả là điều tuyệt vời phải không các bạn? Ông Hiền khẳng định, sau nhiều lần khởi động thử nghiệm, hiện tại ông chỉ cần tác động vào cần lái điều chỉnh góc quay của cánh quạt là chiếc trực thăng từ từ bay lên. Mặc dù rất tự tin vào chiếc trực thăng thứ hai này nhưng ông Hiền cho biết vẫn phải chờ cơ quan chức năng cho phép mới cho trực thăng cất cánh. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng video của chúng mình cũng đã hết rồi. Tuy những sáng chế của nông dân Việt còn nhiều hạn chế và chưa thể so sánh được với những cường quốc trên thế giới, nhưng cũng không thể phủ nhận những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển đất nước, phải không hát? Hết sức to lớn cho sự phát triển đất nước. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài ở miền Nam Trung Quốc, gây ra lũ lụt tại lưu vực sông Hoài Hà, Trường Giang. Vào ngày 7 tháng 8, đỉnh lũ số 2 của sông Trường Giang đã đi qua Trùng Khánh và tiến vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp với lưu lượng 60.000 m3 trên giây. Ngày 6 tháng 8, chính quyền đã ra lệnh cho hồ chứa Tam Hiệp xả lũ bảo vệ đập. Việc mở cửa xả lũ ở đập Vương Gia Bá, An Huy trước đó đã khiến người dân mất hết của cải và hơn 250.000 người phải rời bỏ quê nhà. Có quan điểm cho rằng để giải quyết hiệu quả lũ sông Trường Giang chính là phá bỏ đập Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng đỉnh lũ số 2 của sông Trường Giang đã đi qua khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, sông Mân Giang, sông Gia Lăng và đoạn đập hướng Gia Bá đến Thốn Than, đoạn Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Trường Giang tăng đáng kể. Lưu lượng chảy của hồ chứa Tam Hiệp tăng nhanh từ 36.000 m3 trên giây lên 60.000 m3 trên giây. Công trình Tam Hiệp trọng điểm kiểm soát xả lũ ở mức 38.000 m3 trên giây. Theo mạng thủy văn sông Trường Giang cho thấy, vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 8, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp tăng lên 161,45 m, với lưu lượng chảy vào là 55.600 m3 trên giây và lưu lượng chảy ra là 38.400 m3 trên giây. Tổng cục Quốc phòng nhấn mạnh, đỉnh lũ số 2 của sông Trường Giang đang tiến đến vùng trung và hạ lưu. Các vùng ven sông và hồ ở Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô sẽ duy trì mực nước cao. Một số đoạn sông sẽ vượt mức nước đảm bảo. Trong số đó, mực nước ở trung và hạ lưu Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương đã bị vượt báo động quá mức trong hơn 20 ngày. Sông Hoài và Thái Hồ vẫn duy trì mức vượt cảnh báo, đê và cống có nguy cơ nguy hiểm. Trước tình cảnh lũ lụt, người dân ở An Huy, Giang Tô và những nơi khác ở hạ lưu sông Trường Giang không thể làm gì được, đành phải rời bỏ nhà cửa. Theo Đài Á Châu đưa tin, người dân làng ở Phụ Nam, Phụ Dương và những nơi khác tại tỉnh An Huy nói rằng đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang vẫn tiếp tục xả lũ và đập Vương Gia Bá trong lưu vực sông Hoài cũng đang xả lũ. Gần 200.000 dân trong tỉnh An Huy bị thiệt hại tài sản. Dân làng phàn nàn rằng chính phủ thông qua các phương tiện truyền thông và loa báo trong làng yêu cầu người dân An Huy hy sinh cá nhân nhỏ bé và suy xét cho đại cục. Vì lý do này, khoảng 300.000 người dân đã rời quê hương để tìm lối thoát khác. Chính quyền ra lệnh xả lũ mạnh nên trận ngập lụt này do con người gây ra. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 8 tháng 8, ông Trung, một người dân ở huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy cho biết đập Vương Gia Bá, sông Hoài Hạ đã mở cửa xả lũ, gây thiệt hại nặng nề cho đất canh tác của người dân, ao hồ và nhà đều bị ngập lụt. Cái gì cũng bị ngập hết. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao chính quyền không sắp xếp di chuyển người dân ở hạ lưu Tam Hiệp và đập Vương Gia Bá trước, thay vì thực hiện cái gọi là cứu trợ khẩn cấp sau khi xảy ra lũ lụt. Ông Tống Bằng Xuân, một học giả của Đại học Sơn Tây nói rằng những người dân thường không có tiếng nói trong các vấn đề ngăn ngừa thảm họa thiên nhiên. Ông nói, vì vậy hệ thống chính trị này sử dụng cái gọi là hy sinh lợi ích cục bộ để bảo toàn lợi ích tập thể. Điều này giống với nạn đói lớn năm đó. Chu Ân Lai đã ra tử lệnh cho Lý Tỉnh Tuyền, bí thư đầu tiên của Đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên, hỏi người chết ở Tứ Xuyên, Sơn Câu và Vương Phủ tỉnh, nơi nào chịu ảnh hưởng lớn hơn. Một khi họ nêu vấn đề lớn tới mức đảng tính và chính trị cao độ, thì sự an toàn và lợi ích của người dân thường có thể bị bỏ qua. Ông Trung, người dân địa phương nói rằng chính quyền đã huy động hàng chục ngàn binh sĩ tham gia cứu trợ thiên tai, nhưng nó không hiệu quả lắm vì lũ lụt trải dài trên diện rộng. Tại một số nơi mà đã có hàng nghìn binh sĩ chống chọi với lũ lụt, bây giờ tôi đang ở làng và được thuê để cứu trợ ở trong làng. Được biết, kể từ ngày 8 tháng 8, để bảo vệ an toàn lũ lụt ở trung hạ lưu sông Trường Giang, theo yêu cầu của Ủy ban sông Trường Giang, Tam Hiệp đã điều chỉnh lượng nước xả liên tục 9 lần. Vào lúc 12 giờ ngày 5 tháng 8, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã giảm xuống 158,56 m và khả năng lưu trữ kiểm soát lũ dự trữ là 14,1 tỷ m3. Vào tối ngày 6 tháng 8, chính quyền lần đầu tiên đã ban hành một chỉ thị hồ chứa Tam Hiệp nên tiết kiệm đủ sức chứa để chuẩn bị cho trận lụt lớn có thể xảy ra. Nó tương đương với việc ra lệnh cho hồ chứa Tam Hiệp dồn lực xả lũ và bảo vệ đập. Chính quyền cũng chỉ ra rằng tiếp theo là lưu vực sông Hoài Hà sẽ tăng thêm lượng xả lũ. Trong lưu vực hồ Thái Hồ cần tiếp tục tăng cường xả lũ. Về chính quyền đẩy mạnh xả lũ làm gia tăng tình trạng lụt ở hạ lưu. Ông Trương Kiến Bình, một nhà hoạt động nhân quyền tại Thường Châu, Giang Tô, nói với phóng viên rằng lượng nước chảy vào Tam Hiệp nhiều tới mức cần phải xả lũ. Do mưa ở thượng lưu nên phải xả lũ, đó là một lớp, đô thị hóa nông thôn tạo thêm một lớp nữa. Sông nhỏ đều bị thay đổi, cống thoát nước không lưu thông, khi mưa to tới sẽ khiến ngập lụt. Lũ lụt thế này thường xảy ra ở trung và hạ lưu Trường Giang, đặc biệt ở trung lưu. Chỉ có hai cách giải quyết vấn đề này, phá hủy đập Tam Hiệp bằng kỹ thuật và một cách khác là đào tất cả các con sông trong lưu vực sông Hoài. Trong một cuộc phỏng vấn, chuyên gia về đập Tam Hiệp, tiến sĩ Vương Duy Lạc nói rằng đập Tam Hiệp không có tác dụng kiểm soát lũ. Các quan sát và nghiên cứu mới nhất đã phát hiện ra rằng việc xả lũ của đập Tam Hiệp có sức tàn phá gấp 25 lần so với lũ tự nhiên. Ông Vương cũng chỉ ra rằng thảm họa lũ lụt năm nay là do con người tạo ra, không hoàn toàn chỉ là thảm họa tự nhiên. Trong giai đoạn đầu phác thảo thi công đập Tam Hiệp, giáo sư Hoàng Vạn Lý, chuyên gia về thủy điện nổi tiếng của Đại học Thanh Hoa, đã phản đối mạnh mẽ việc xây dựng đập Tam Hiệp. Ông dự báo nếu xây dựng đập Tam Hiệp, cuối cùng nó sẽ bị buộc phải nổ tung. Nhưng ông Vương cho rằng đập Tam Hiệp là một công trình mang tính bộ mặt rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn, họ sẽ không chủ động thực hiện việc phá đập. Trừ khi xảy ra thảm họa tự nhiên hoặc chiến tranh, con đập mới có thể bị phá hủy. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 8 tháng 8, 4 ngôi làng ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc đã bị chôn vùi trong trận lở đất, khiến khoảng 500 người dân cư trú tại các ngôi làng này mất nhà chỉ trong vòng vài phút. Đồng thời mưa lớn xảy ra tại các khu vực khác khiến nước sông tràn bờ, gây ngập úng hoa màu. Lở đất cũng xảy ra tại các khu vực khác của tỉnh Quý Châu và Hồ Bắc. Hiện tại chưa có thông tin rõ ràng về thiệt hại người. Mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt tại các khu vực thuộc các tỉnh Hồ Bắc, Quý Châu, Hồ Nam, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Chiết Giang, Giang Tô, Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Dân số các tỉnh này chiếm 1/2 dân số toàn Trung Quốc, khoảng 695 triệu người, nhưng giới chức cho rằng chỉ khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt này. Hơn nữa, những người dân ở gần khu vực lở đất tại Quý Châu cho biết chính quyền địa phương không cho phép họ đến gần khu vực bị thảm họa và từ chối cung cấp thông tin về tình hình tại đó. Sau 4 giờ sáng ngày 8 tháng 8, mưa lớn đã gây lở đất và cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại thị trấn Cản Long, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc. Chính quyền địa phương thông báo rằng 133 ngôi nhà đã bị phá hủy và 507 người dân đã bị mất nhà. Tuy nhiên, người dân tại làng này cho biết trên thực tế mức độ thiệt hại lớn hơn nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 8, Lý Tuấn, một người dân làng Thập Bản ở Càn Long cho biết nhiều ngôi nhà tại làng này bị hư hại. Hầu như toàn bộ ngôi làng đã bị chôn vùi, chỉ còn lại 3 hoặc 4 ngôi nhà. Đội cứu hộ đã tìm thấy rất nhiều người bị chôn vùi trong bùn đất, nhưng họ đều đã chết. Càn Long là một thị trấn cách xa trung tâm thành phố Đồng Nhân nhất. Đội cứu hộ đến nơi là sau 10 giờ sáng ngày 8 tháng 8, tức là hơn 5 tiếng sau khi xảy ra sạt lở. Ông Lý nói thật đau buồn. Nhiều dân làng đã bị lũ cuốn trôi, hàng nghìn hecta đất bị ngập úng và con đường giao thông chính nối thị trấn với thành phố cũng bị hư hại. Lở đất cũng xảy ra tại hai ngôi làng khác là Càn Long Thượng Giới và Càn Long Hạ Giới, gần làng Thập Bản. Một chủ cửa hàng ở làng Càn Long Thượng Giới tên là Kim Hộ cho biết hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã đến hai ngôi làng này, nhưng họ không hề biết thông tin về hậu quả của trận thiên tai. Người chủ cửa hàng này cũng cho biết ngọn núi Phượng Hoàng Linh gần đó đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Một số người dân trong làng đã rời đến sống với người thân ở rất xa ngọn núi. Một chủ nhà hàng tại làng Musu, cách làng Thập Bản hơn 3 km, cho biết làng Thập Bản đang bị phong tỏa. Giới chức không cho phép bất cứ ai tới ngôi làng. Chúng tôi thậm chí không được phép giơ điện thoại của mình lên kể từ xa. Dãy part-time đã liên lạc với phòng khám Càn Long, một trung tâm y tế gần làng Thập Bản nhất. Lễ Tân cho biết hầu hết nhân viên của họ đã được điều động đến nơi xảy ra thảm họa, nhưng cô từ chối tiết lộ thông tin cụ thể. Cô chỉ nói tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Theo dữ liệu chính thức, từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8, lượng mưa tại tỉnh Hồ Nam thuộc vùng Trung Nam Trung Quốc, tỉnh An Huy miền Nam Trung Quốc và tỉnh Giang Tây thuộc vùng Đông Nam Trung Quốc lên tới 300mm đến 500mm. Tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa lên tới 800mm. Tại một huyện ở Giang Tây, lượng mưa trong 24 giờ từ mùng 7 tháng 8 đến mùng 8 tháng 8 đạt khoảng 538mm, tương đương với lượng mưa một năm tại Bắc Kinh trong những năm gần đây. Các thành phố khác ở Giang Tây cũng ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Bờ kè một số con sông tại Hồ Bắc và Giang Tây đã bị nứt. Thị trấn Cảnh Đức Trấn ở Giang Tây là quê hương gốm sứ nổi tiếng của Trung Quốc. Một người dân địa phương tên Xu cho biết nước lũ tại thành phố này lên tới 1 mét. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Xu cho biết toàn bộ hoa màu trong khu vực đều chìm trong biển nước. Trong khi đó, tại thành phố Vũ Di Sơn thuộc tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc, trận lụt xảy ra vào ngày 9 tháng 8 đã khiến nước lũ dâng cao hơn 1 mét tại hầu hết các khu vực của thành phố, cuốn trôi xe cộ và nhiều tài sản khác. Theo tin tức của CCTV, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt trong tỉnh bắt đầu từ 9 giờ ngày 6 tháng 8. Kể từ ngày 4 tháng 8, Giang Tây đã có 10 huyện, thành phố có mưa rông cực lớn và 29 huyện, thành phố có mưa lớn. Trong số đó, một số thị trấn ở Phúc Châu bị ngập úng. Người dân thị trấn Ly Si, huyện Nghi Hoàng, Phúc Châu nói với các phóng viên rằng nước ngập vào trong nhà và độ sâu nước ở một số khu vực vượt quá đầu gối. Các đội cứu hộ và cứu hộ tư nhân địa phương đã điều động để cứu hộ khẩn cấp. Một số đường phố và con đường ở quận Trung Nhân, Phúc Châu đã ngập nước và ngập vượt quá lốp xe. Trung tâm Giám sát Thủy văn tỉnh Giang Tây đã đưa ra cảnh báo lũ màu xanh, dự kiến sẽ có lũ cao hơn cảnh báo vào khoảng 0,9 mét. Tại đoạn sông Lâm Thủy thuộc huyện Lâm Xuyên, Phúc Châu, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn hơn 30 mét kè ở hạ lưu sông Thanh Phong ở thị trấn Li Sun, thành phố Phong Thành, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây đã bị vỡ hơn 30 mét. 4 ngôi làng ở hạ lưu bị ngập lụt và hơn 200 người bị ảnh hưởng. Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, The Paper được biết từ các nhân viên của đội cứu hỏa thành phố Nghi Xuân rằng đội cứu hộ Phong Thành đã được điều động hết công suất. Ngoài ra, công tác phòng cháy chữa cháy ở nhiều nơi cũng được tăng cường. Lực lượng hỗ trợ cứu hộ của đội cứu hỏa Nghi Xuân có một xe hỗ trợ cơ động, một xe cắm trại, hệ thống cấp nước từ xa, 4 xuồng xung kích và 4 xuồng cao su chở hơn 200 mảnh ghép thiết bị cứu nạn dưới nước, tổng cộng có 30 người. Đội cứu hỏa thành phố Cao An có tổng cộng 10 người đã điều động một xe cứu hỏa thùng nước, một xe thùng, một thuyền xung kích, một thuyền cao su và hơn 50 thiết bị cứu hộ dưới nước. Điều động đội cứu hỏa thành phố Trương Thục với 2 xe cứu hỏa thùng nước, một xe thùng, một xuồng xung kích, 2 xuồng cao su và hơn 60 thiết bị cứu hộ dưới nước với tổng cộng 18 người. Tổng cộng có 11 người từ đội cứu hộ quận Viên Châu đã điều động một xe chở quân, một xuồng xung kích, 2 xuồng cao su và hơn 50 thiết bị cứu hộ dưới nước. Vào khoảng 14 giờ, một nhân viên của văn phòng chính quyền thị trấn Li Kun nói với The Paper rằng vụ vỡ kè không gây ra thương vong. Theo tin tức chính thức trên Weibo của Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây, Giang Tây đã hứng chịu trận mưa bão lớn thứ 2 kể từ mùa lũ năm nay bắt đầu từ tối ngày 5 tháng 8. Miền Trung và miền Bắc Giang Tây bắt đầu một đợt mưa lớn tính đến 8 giờ ngày 6 tháng 8. Trong 24 giờ qua, nhiều nơi ở Giang Tây đã có lượng mưa hơn 100 mm, trong đó huyện Lệ Xuyên, thành phố Phúc Châu có lượng mưa lớn hơn 307,7 mm. Mưa xối xả ở Phúc Châu, Giang Tây gây ngập úng đô thị diện rộng. Từ tối ngày 8 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8, Phúc Châu, tỉnh Giang Tây hứng chịu mưa lớn, lượng mưa trong 24 giờ ở nhiều thị trấn lên tới hơn 250 mm. Mức mưa lớn, trong đó lượng mưa 24 giờ ở huyện Trung Nhân, thành phố Phúc Châu đạt 304 mm. Phóng viên liên hệ với ông Hoàng, một người dân ở làng Đào Nguyên, huyện Trung Nhân. Ông Hoàng nói với phóng viên rằng tầng 1 của những ngôi nhà trong làng về cơ bản đã bị ngập nước. Lượng mưa lớn khiến các con sông dâng cao, đất nông nghiệp bị ngập lụt và xảy ra tình trạng ngập úng đô thị quy mô lớn. Chính quyền địa phương đã chuyển và sơ tán 352 người dân bị mắc kẹt. Tính đến 9 giờ 40 phút ngày 6 tháng 8, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 24 người mắc kẹt trong vùng tâm lũ. Tuy nhiên, gần 60 người dân vẫn đang bị mắc kẹt ở làng bên kia sông. Tính mạng không nguy hiểm, tuy nhiên do tình hình hiện nay nước chảy xiết và mực nước dâng cao quá nhanh nên tạm thời chưa thể vượt sông để ứng cứu. Phóng viên được biết hiện chính quyền địa phương đang tổ chức lực lượng chữa cháy, cấp cứu, cứu nạn tư nhân và cán bộ thị trấn để triển khai cứu nạn. Được mưa lớn khiến các con sông dâng cao, đất nông nghiệp bị ngập lụt và xảy ra tình trạng ngập úng đô thị quy mô lớn. Các sĩ quan và binh sĩ của biệt đội Phúc Châu thuộc Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang Giang Tây đã nhanh chóng tập hợp và được điều động đến thị trấn Ly Si, huyện Nghi Hoàng, thành phố Phúc Châu, thị trấn Lưu Gia Kiều, huyện Trúc Nhân và những nơi khác bằng thiết bị cứu hộ để bắt đầu giải cứu người dân. Cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát vũ trang, cõng người già khuyết tật, bồng trẻ em, dùng xuồng cao su di chuyển cứu người bị mắc kẹt, giúp chuyển vật liệu. Cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục những khó khăn nhưng không biết địa hình dưới nước, có nhiều vật thể nổi trên mặt nước, thực hiện cứu hộ liên tục trong gần 5 giờ đồng hồ, đưa được hơn 50 người bị mắc kẹt vào bờ thành công và an toàn. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán thành phố Nghi Xuân và trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Phong Thành đồng thời phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 3 cấp vào lúc 9 giờ sáng ngày 6 tháng 8, đồng thời nhanh chóng tổ chức hơn 1.000 người ở các bộ phận như an ninh công cộng, cứu hỏa ở thị trấn để thực hiện cứu hộ khẩn cấp. Ban chỉ đạo của tỉnh và thành phố Nghi Xuân đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ càng sớm càng tốt. Tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 8, toàn bộ 220 người bị mắc kẹt do thiên tai đã được chuyển đi an toàn, không có thương vong. đường sắt Bắc Kinh - Cửu Long đang chạy an toàn. Việc giải cứu và vá chỗ thủng vỡ bờ kè đê vẫn đang tiến triển thuận lợi với hơn 10.000 mét khối đá xẻ dưới nước đã được hoàn thành. Tất cả các trạm bơm tiêu úng dọc theo tuyến đê đã bắt đầu bơm thoát úng. Mực nước sông Thanh Phong giảm chậm, thấp hơn mực nước đỉnh khoảng 1,5 mét. Đội cứu hỏa Phong Thành đã ngay lập tức điều động 7 phương tiện và 2 thuyền, tổng cộng 54 nhân viên cứu hỏa đến hiện trường để xử lý. Đội cứu hỏa Nghi Xuân ngay lập tức điều động 12 phương tiện, 16 thuyền và 69 người đến khu vực xung quanh đê để tiếp viện. Công an Phong Thành đã khẩn trương điều động hơn 200 cảnh sát cùng xuồng xung kích, phương tiện cứu hộ áo phao, đoàn xe cứu hộ khẩn cấp và các trang thiết bị khác đến tuyến đầu cứu hộ để triển khai các công tác như di chuyển, sơ tán hàng loạt người dân, tìm kiếm cứu nạn người bị mắc kẹt, đảm bảo phương tiện di chuyển cho nạn nhân. Tại thị trấn Nikun, Phong Thành, cảnh sát nhanh chóng di chuyển vào làng bằng thuyền kayak và tìm kiếm từng ngôi nhà. Ở đây, giúp tôi với, một tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ một ngôi nhà nhỏ sắp bị nước nhấn chìm. Sau khi cảnh sát tiếp cận, họ phát hiện ra đó là một ông già bị tật nguyền. Không màng đến sự an toàn của bản thân, cảnh sát di chuyển vào nhà và nhanh chóng cõng ông lão trên lưng. Tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 8, lực lượng công an, cứu hỏa, đội cứu hộ phòng không và các lực lượng cứu hộ khác vẫn tiếp tục dốc hết sức lực để triển khai công tác cứu hộ. Toàn bộ dân làng bị mắc kẹt đã được chuyển đến nơi an toàn. Thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều tuyến đường chính trong khu đô thị, huyện Trung Nhân bị ngập nước. Một số đoạn đường ngập sâu gây nhiều bất tiện cho các phương tiện và người đi đường. Văn phòng Công an huyện Trung Nhân ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp cho thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, tiến hành nhiệm vụ khi nghe tin và lũ lụt và hướng dẫn giao thông, giải cứu quần chúng, đảm bảo trật tự an toàn và thông suốt trên đường xá, bảo vệ an toàn cho người dân, trung thành và có trách nhiệm. Một cụ già 90 tuổi tàn tật ở Trung Nhân bị mắc kẹt trong nhà, cảnh sát đã lội xuống nước và khiêng cụ ra khỏi nhà. Cảnh sát giao thông ở Lạc Xuyên, Phúc Châu bất chấp mưa để giải cứu các phương tiện bị mắc kẹt. Sáng sớm ngày 6 tháng 8, huyện Lệ Xuyên hứng chịu một trận mưa lớn do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn nên một số đoạn đường bị ngập nước. Tất cả người dân và cảnh sát của đội cảnh sát giao thông thuộc Sở Công an huyện Lạc Xuyên đã hỗ trợ người dân qua đường an toàn. Lực lượng cảnh sát đã dùng tay trần dọn rác trong mưa gió và thoát nước kịp thời, nhắc nhở các phương tiện và người dân đi đường vòng, giải cứu các phương tiện bị mắc kẹt trong mưa, đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn. Cảnh sát giao thông Tân Dư cũng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Vào chiều cùng ngày, có một trận mưa lớn bất ngờ ở quận Phấn Nghi, thành phố Tân Dư, gây bất tiện cho người dân. Phòng cảnh sát giao thông các địa phương đã tổ chức lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra kiểm soát các đoạn đường trọng điểm trong mưa gió, khắc phục sự cố tiềm ẩn nguy hiểm, nỗ lực hết sức đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong quá trình tuần tra trên đường của đội cảnh sát Song Lâm thuộc cảnh sát giao thông Phấn Nghi, họ phát hiện ra rằng nhiều cây xanh trên đường từ Song Lâm Cát Tiên đến Song Gia trong khu vực đã bị gió mạnh thổi đổ, chiếm một phần làn đường giao thông, ảnh hưởng đến việc lái xe của các phương tiện đi qua. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức bật đèn nhấp nháy kép của cảnh sát để nhắc nhở người lái xe giảm tốc độ, đồng thời cố gắng hết sức di rời cái cây đến nơi an toàn bên đường nhằm khôi phục lại sự thông suốt của con đường trong thời gian ngắn nhất. Vào ngày 6 tháng 8, khu vực thuộc thẩm quyền của Tương Thục có mưa lớn, mặt đường trơn trượt, đường ngập nước nghiêm trọng. Hiện nay, đường ở một số khu vực bị ngập nặng, giao thông đi lại khó khăn. Ban chỉ huy thôn, công an xã đã có biện pháp đóng cửa tạm thời các đoạn đường ngập úng để ngăn chặn triệt để tai nạn do nước gây ra. Vào lúc 14 giờ 23 phút ngày 5 tháng 8, chợ vật liệu xây dựng ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Tân An bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, khiến một số đoạn đường bị ngập nước, 3 người bị mắc kẹt trong cửa hàng tạp hóa. Đội cứu hỏa quận Tân An đã di chuyển ngay sau khi nghe thấy báo động và điều động lực lượng cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường để giải cứu. Đến 14 giờ 33 phút, lực lượng cứu hỏa đến hiện trường phát hiện đoạn đường bị ngập nặng, chỗ nước ngập sâu đến ngang đùi, xe cứu hỏa không thể chạy vào. Những người bị mắc kẹt chỉ có thể dắt xe hoặc đi bộ. Một phút sau, lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy những người bị mắc kẹt trong một cửa hàng tạp hóa và ngay lập tức di chuyển họ đến khu vực an toàn. Tân Hoa xã Trùng Khánh vào ngày 7 tháng 8 đưa tin, Vạn Châu Trùng Khánh xảy ra mưa lớn gây ra thiên tai lũ lụt và các nỗ lực cứu hộ đang chạy đua với thời gian. Kể từ ngày 4 tháng 8, nhiều cán bộ cơ sở ở Vạn Châu đã liên tục chiến đấu ở tuyến đầu phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Họ không quản ngại gian khổ và nguy hiểm dưới mưa lớn, nước lớn giữa dòng thác núi và đá và bùn lầy ngập cao. Họ xông lên phía trước và bảo vệ người dân địa phương. Sáng sớm ngày 4 có mưa lớn, nước sông Ngô Kiều lên nhanh. Các khu vực trũng thấp như phố Hồng Hưng và phố Vũ Nghi ở phố Ngô Kiều, quận Vạn Châu, gần sông Ngô Kiều bị ngập ngày càng sâu. văn phòng tiểu khu ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt. Còi báo động nhanh chóng vang lên. Chu Đông, một nhân viên của văn phòng tiểu khu Ngô Kiều, đã cùng với đội cứu hộ khẩn cấp di chuyển qua dòng nước lũ, gõ cửa từng nhà của người dân, kêu gọi mọi người sơ tán càng sớm càng tốt. Vào ngày 4 tháng 8, Chu Đông, một nhân viên của đường Ngô Kiều ở quận Vạn Châu, Trùng Khánh đã giải cứu ông Trương Thắng Lan, 78 tuổi, ra khỏi ngôi nhà đang bị ngập nước và hộ tống ông đến nơi an toàn trong trận lụt. Bà Trương nói, đừng sợ, trước tiên hãy đưa chìa khóa qua khe cửa cho tôi sẽ tìm cách mở cửa. Ông Trương Thắng Lan hiện đã 78 tuổi, khả năng vận động của ông bị hạn chế và đang bị mắc kẹt ở trong nhà. Chu Đông và cảnh sát Trình Kỳ Hoa đeo phao cứu sinh bơi đến cửa nhà ông ấy và kêu gọi vào nhà. Sau khi lấy được chìa khóa từ ông Trương Thắng Lan, Chu Đông lặn xuống nước hết lần này đến lần khác, cố gắng tìm lỗ khóa và mở cửa. Tuy nhiên, do lũ quá nhiều bùn cát nên chiếc chìa khóa hoàn toàn không thể tra vào lỗ khóa. Cửa cuốn không thể mở bình thường được nữa, lúc này lũ đã nhấn chìm hơn nửa cửa nhà ông Trương Thắng Lan, đồng thời ngập đến bụng Chu Đông. Nhận thấy mưa lũ rất nguy hiểm, lũ còn dâng cao, tình thế rất nguy cấp, Chu Đông phải hành động dứt khoát. Chu Đông tìm thấy một cái rìu và đập một lỗ trên cửa. Lợi dụng tình thế, anh đập mạnh, xé toạc tấm tôn trên cửa cuốn, một lần, hai lần, ba lần. Cuối cùng, anh mở ra một cái lỗ lớn. Chu Đông chui vào từ cái lỗ cửa đó, vội vàng cứu ông Trương Thắng Lan ra khỏi ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã hộ tống người già đến nơi an toàn trên mọi vùng lũ. Chu Đông nói, tôi là một đảng viên của Đảng Cộng sản và là một công nhân đường phố. Nhiệm vụ của tôi là di chuyển và giải cứu những người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ đến nơi an toàn. Chỉ cần người dân được an toàn thì dù khó khăn đến đâu cũng đáng. Những người trong khu vực an toàn liên tục nói với chúng tôi, hãy chú ý đến sự an toàn. Điều này đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Khi lũ rút, Chu Đông và các đồng nghiệp vừa hoàn thành công việc cứu hộ, không thể nghỉ ngơi và lại tiếp tục tham gia vào đội nạo vét bùn đất. Ngày 4, mưa lớn đổ xuống bãi biển thị trấn Long, gây ra các thiên tai thứ cấp như sạt lở đất, lũ quét và lở đất. Vào lúc 6:30, Tôn Quang Hoa, một người dân ở làng Lâm Sương của thị trấn, chứng kiến một tảng đá lăn từ trên đỉnh núi xuống, đập nát ngôi nhà 2 tầng mà anh đang ở. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Tôn Quang Hoa lập tức kêu cứu. Tốc độ mà lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của anh. Trời mưa to cả đêm, đường khó đi, bùn lầy ngập đến thắt lưng. Anh dụi đôi mắt đỏ ngầu. Họ lăn lộn trong bùn không đến nửa giờ mới tới nơi. Sau cơn mưa, nước lũ từ núi đổ xuống, con đường lầy lội. Vì vậy, tôi kiên quyết chọn tiến về phía trước. Phùng Thiên Quốc, bí thư chi bộ thôn Lâm Sương, nói về việc lao đến hiện trường nguy hiểm sau khi nhận được cuộc gọi, nói đây là một cuộc đấu tranh sinh tử, miễn là tôi có thể cứu người. Không sao cả, tôi phải trả giá bao nhiêu cũng đáng. Công tác giải cứu được tiến hành trong 3 ngày, nhưng Phùng Thiên Quốc vẫn luôn túc trực ở tuyến đầu. Anh ấy nói rằng anh ấy đã trải qua quá nhiều thử thách trong quá khứ và mọi người đã cùng nhau vượt qua khó khăn. Lần này, chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau vượt qua. Trước những mối nguy hiểm có thể xảy ra, địa phương vẫn đang tiến hành di rời quần chúng và điều tra những mối nguy hiểm tiềm ẩn thứ cấp. Phùng Thiên Quốc bỏ ống quần xuống, vỗ nhẹ vào quần áo, đất khô bay tứ tung trong không khí và bắt đầu một công việc mới. Vào ngày 5 tháng 7, tại làng Lâm Sương, thị trấn Trường Tân, quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, Phùng Thiên Quốc, bí thư đảng ủy của làng, đã cho các phóng viên xem chiếc quần của mình đã bị sờn trong quá trình cứu hộ và cứu trợ. Tại khu tái định cư của trường trung học cơ sở Trường Tân, quận Vạn Châu, những tiếng nói khản đặc liên tục lan truyền qua một chiếc xe di động loa điện. Từ Văn Quân, bí thư chi bộ Đảng Cộng đồng Trường Tân, người đang cầm còi điện chỉ đạo công việc tại chỗ. Sau thảm họa, thị trấn Trường Tân, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, đã nhanh chóng tổ chức di chuyển và tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 400 người đã được sơ tán tới nơi an toàn và hơn 190 người đã được tránh trú an toàn tại trường trung học Trường Tân. Từ Văn Quân nói với đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng lên giọng anh khàn khàn như một tờ giấy mỏng, như thể nó sẽ bị xé ngay khi anh nói. Phóng viên nhận thấy tại khu tái định cư, nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày và các vật dụng khác đều có đầy đủ tại chỗ. Quần chúng đang nghỉ ngơi trong những căn phòng sạch sẽ và sáng sủa. Vào buổi tối, một số người dân nhiệt tình đóng vai trò là tình nguyện viên để cung cấp dịch vụ cho người già. Từ Văn Quân đang giải thích các chính sách liên quan cho những người bị ảnh hưởng tại khu tái định cư. Từ Văn Quân đã ở tuyến đầu chống lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp trong 3 ngày liên tiếp. Trong 3 ngày, anh chỉ nghỉ ngơi hơn 2 giờ. Từ việc sơ tán quần chúng ban đầu, tạo tâm lý thoải mái, đến việc bảo đảm nơi ăn trốn ở cho quần chúng bây giờ, tôi phải lo từng ly từng tí, giọng nói cũng trở nên khó nói, anh nói. Khi phóng viên hỏi về tình hình của gia đình anh, đôi mắt của Từ Văn Quân lập tức đỏ hoe. Anh bóp cổ và nghẹn ngào nói ra vài từ, không có gì. Không chỉ tôi mà những người tham gia cứu trợ thiên tai cũng không bận tâm về nhà, công việc cứu hộ hiện tại là quan trọng nhất. Bây giờ tất cả mọi người đều sống ở khu tạm trú. Khi lũ rút đi và những nguy cơ tiềm ẩn của thảm họa địa chất được loại bỏ, chúng tôi sẽ trở về nhà. Tiếp theo, tôi sẽ lãnh đạo người dân tại địa phương đẩy nhanh việc tái thiết nhà cửa. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây cho biết, từ lúc 17 giờ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 8, mưa lớn ở Giang Tây đã xảy ra trên 29 quận ở thành phố Phúc Châu, thành phố Tây An, thành phố Nghi Xuân, thành phố Tân Dư, thành phố Bình Hương và thành phố Thượng Nhiêu. Tất cả các thành phố, quận, huyện, kể cả các khu chức năng, có 293.000 người bị ảnh hưởng, 10.000 người phải di rời và tạm tránh trú khẩn cấp. Hiện tình hình thiên tai vẫn đang được xác minh và thống kê thêm. Các sĩ quan, dân quân và binh lính đã nghỉ hưu của quân khu tỉnh Giang Tây và lực lượng cảnh sát vũ trang đã nhanh chóng đến khu vực xảy ra thiên tai càng sớm càng tốt để tiến hành các hoạt động cứu hộ. Quân khu tỉnh Giang Tây có hơn 260 thành viên đội cấp cứu dân quân được tổ chức tham gia cứu hộ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, thành phố Phòng Thành, thành phố Trương Thục, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây và thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quân khu tỉnh Giang Tây đã cử 3 cục vũ trang nhân dân địa phương ứng phó ngay lập tức, đồng thời tổ chức hơn 260 đội dân quân khẩn cấp tham gia cứu hộ, hỗ trợ di chuyển người dân, làm tốt nhiệm vụ trong việc bảo vệ cái mác đê dốc và phong tỏa các khu vực trũng thấp bị ngập và thực hiện tuần tra kiểm tra và điều tra những ngôi nhà tiềm ẩn nguy hiểm. Tính đến 19 giờ ngày 8 tháng 8, hơn 300 người đã được di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8, nhiều thị trấn ở Phúc Châu, Giang Tây hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa lớn khiến các con sông dâng cao, đất nông nghiệp bị ngập lụt và xảy ra tình trạng ngập úng đô thị quy mô lớn. Các sĩ quan và binh sĩ của biệt đội Phúc Châu thuộc Quân đoàn Cảnh sát Vũ trang Giang Tây đã nhanh chóng tập hợp và di chuyển đến thị trấn Ly Si, huyện Nghi Hoàng, thành phố Phúc Châu, thị trấn Lưu Gia Kiều, huyện Trung Nhân và những nơi khác bằng thiết bị cứu hộ để bắt đầu công tác giải cứu. Ngày 6 tháng 7, các quận Nghi Hoàng, Trung Nhân và Nam Thành ở tỉnh Giang Tây hứng chịu mưa lớn, một số khu vực ngập sâu đến đầu gối. Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân và Cục Cựu Chiến binh của mỗi quận nhanh chóng tổ chức lực lượng dân quân và cựu chiến binh tình nguyện đi tuyến đầu phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, chuyển những người bị mắc kẹt ra khỏi vùng lũ nguy hiểm và vận chuyển vật liệu và gia cố đê, đập. Từ ngày 4 tháng 8, 10 huyện, thành phố của tỉnh Giang Tây đã hứng chịu mưa lớn, 34 huyện, thành phố có lượng mưa lớn và 63 huyện, thành phố có mưa rất lớn. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại khu thắng cảnh núi Ngô Công ở thành phố Bình Hương, thành phố Trương Thục ở Nghi Xuân và các làng khác. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 8, Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây đã quyết định phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, yêu cầu tất cả các địa phương và ban ngành nỗ lực hết mình trong việc kiểm soát lũ lụt theo sự phân công và trách nhiệm đã quy định. Đài Quan sát Khí tượng tỉnh Giang Tây dự báo chiều tối ngày 8 tháng 8, áp thấp phía nam vùng mưa Giang Tây sẽ suy yếu, có nơi còn mưa to, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn gần đây tại làng Mạnh Khắc, thị trấn Dương Triều, huyện Bảo Kính, quận Tự Trị, Tương Tây, Tu Gia và Mi Ao, tỉnh Hồ Nam cũng đã trải qua lũ lụt và đất nông nghiệp bị ngập. Hiện địa phương đang tích cực triển khai công tác chống lũ bão, cứu trợ thiên tai, phân bổ vật tư đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong những ngày qua, nhiều nơi ở Giang Tây xảy ra mưa lớn, mưa cực lớn, gây lũ lụt đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Công an các địa phương nhanh chóng triển khai các phương án khẩn cấp, triển khai nghiêm túc các biện pháp như kiểm soát xã hội, quản lý an toàn giao thông đường bộ. Cảnh sát cơ động dốc toàn lực bám trụ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên mặt trận cứu hộ lũ lụt khẩn cấp. Tuần qua, do lượng mưa lớn, đoạn hạ lưu kè sông Thanh Phong ở thị trấn Ly Kun, thành phố Phong Thành đã bị vỡ hơn 30 mét. 4 ngôi làng bao gồm làng Châu Thượng ở thị trấn Ly Kun bị ngập lụt và hơn 200 người bị ảnh hưởng. Văn phòng Công an Phong Thành đã khẩn trương cử hơn 200 cảnh sát đến tuyến đầu cứu hộ với thuyền kayak, áo phao và các thiết bị khác để thực hiện công việc chuyển hàng và sơ tán, tìm kiếm, giải cứu những người bị mắc kẹt trong lũ lụt, kiểm soát an ninh công cộng và đoàn xe cứu hộ khẩn cấp, an ninh giao thông và tất cả dân làng bị mắc kẹt đã được chuyển đi an toàn. Sáng sớm ngày 9 tháng 8, huyện Lệ Xuyên hứng chịu một trận mưa lớn. Do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn nên một số đoạn đường bị ngập nước sâu. Tất cả người dân và cảnh sát của đội cảnh sát giao thông thuộc Sở Công an huyện Lạc Xuyên đã dùng tay trần dọn rác trong mưa gió để thoát nước, kịp thời nhắc nhở các phương tiện đi qua và người dân đi theo đường vòng, giải cứu các phương tiện bị mắc kẹt trong mưa, đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn. vào ngày 9 tháng 8, dưới cơn mưa xối xả, một số ngôi nhà của làng Trung Vũ thuộc Ủy ban làng Hồ Bì, thành phố Tân Dư đã bị ngập lụt và dân làng bị mắc kẹt. Văn phòng công an vội vã đến đội cứu trợ thiên tai tại làng. Đến khoảng 9 giờ, lũ đã tràn vào nhà dân, lực lượng cảnh sát hỗ trợ đã bất chấp trời mưa lớn để giúp dân làng chuyển đồ tiếp tế và người dân bị mắc kẹt, nhằm xoa dịu cảm xúc của những người bị ảnh hưởng và giữ gìn trật tự tại hiện trường. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 9 tháng 8, đường Ngọc Tài ở huyện Trung Nhân bị ngập lụt nghiêm trọng, cống thoát nước trên đường bị các đồ lặt vặt chặn lại, nước ngập đến thắt lưng, hầu hết các ngôi nhà gần đó đều bị ngập trong nước và nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà của mình. Sau khi phát hiện ra tình hình, Tần Hải Bảo, đội trưởng đội cảnh sát giao thông của Cục Công an huyện Trung Nhân, ngay lập tức chỉ huy các sĩ quan cảnh sát hỗ trợ của đội khiêng ông lão ra khỏi nhà bằng cách lội nước bằng chân trần. Để đẩy nhanh tiến độ xả nước đọng, lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát hỗ trợ của biệt đội Kỵ binh cũng đã tiến hành dọn sạch các rãnh thoát nước trên đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 8, mưa lớn diện rộng tiếp tục hoành hành ở khu đô thị Thái Châu, kho hàng của một xưởng sản xuất đồ nội thất ở thị trấn Thạch Sương, quận Hải Linh sắp bị ngập. Đồ đạc trị giá hàng triệu đô la Mỹ nằm chờ xuất chất đống trong kho. Thấy nước ngập sắp tràn vào kho, chủ doanh nghiệp bức xúc gọi điện báo công an khu vực đến nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận được lời kêu cứu, cảnh sát đã hỗ trợ từ Sở Cảnh sát Thạch Dương thuộc chi nhánh Hải Linh, thuộc Cục Công an Thái Châu đã ngay lập tức lái xe cứu hộ khẩn cấp của họ đến nhà máy sản xuất đồ nội thất. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã bất chấp trời mưa lớn để nhanh chóng đặt máy bơm nước và bắt đầu bơm thoát nước. Trong khi di chuyển những đồ lặt vặt xung quanh đường ống thoát nước, cảnh sát Trương Vũ Vệ đã vô tình ngã rơi xuống dòng nước lũ. Khu vực anh rơi xuống là khu vực dỡ hàng, nơi thường bốc dỡ container. Toàn bộ khu vực này có dạng dốc, chỗ sâu nhất là 5 mét. Ngay khi Trương Vũ Vệ ngã xuống, anh lập tức bị nhấn chìm trong nước lũ. May mắn thay, anh đã quen với nước và nhanh chóng bơi đến nơi an toàn. Đối mặt với sự quan tâm sốt sắng của những người xung quanh và đồng đội, Trương Vũ Vệ nhẹ nhàng nói, không sao đâu, xả nước thôi. Do địa hình trũng thấp, nước rút nhanh về khu bốc dỡ nằm cạnh cổng kho, chỉ cần nước ngập là hàng hóa trong kho bị ẩm, tổn thất sẽ không thể khắc phục được. Vào thời điểm quan trọng này, cảnh sát đã nhanh chóng tổ chức những người xung quanh cùng nhau khiêng bao cát chống lũ, xây tường chống lũ ở cổng kho, dùng bao cát để thiết lập khu vực thoát nước tạm thời xung quanh khu vực nhà máy và đào hố trên mặt bằng giữa khu vực và khu nhà máy làm kênh mương đệm để làm chậm dòng chảy ngược của nước tích tụ và mưa, dành thời gian cho cống thoát nước nhanh. Sau 1 tiếng rưỡi ứng cứu liên tục, lượng nước ngập phía trước nhà kho đã rút và vấn đề ngập úng đã cơ bản được giải quyết. Lúc này, cảnh sát dân sự và cảnh sát phụ trợ của đồn cảnh sát mới có cơ hội trú mưa dưới mái hiên. Quần áo của họ đã bị mưa làm ướt sũng, giày ngoài đầy nước, trên người không còn thứ gì sạch sẽ, nhưng họ vẫn vui vẻ lau mặt và thở phào nhẹ nhõm. Thưa quý vị, gần đây, hơn 20 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn. Ngày 9 tháng 8, Trạm Quan trắc Thủy văn thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ và dự báo trong 8 giờ tới, lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lớn nhất lịch sử kể từ năm 1940. Theo báo cáo, nước lũ trên sông Kỳ Giang đã vượt qua mức giới hạn kiểm soát lũ hơn 3,5 mét, khiến cho đường cao tốc chạy dọc theo sông đã bị ngập lụt. Một số ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nước lũ tràn vào các cửa hiệu, làm ngập toàn bộ tầng 1. Hiện tượng ngập úng nghiêm trọng xuất hiện cục bộ trong thành phố. Trạm Quan trắc Thủy văn thành phố Trùng Khánh đã phát tín hiệu cảnh báo lũ màu đỏ vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 10 tháng 8 do ảnh hưởng của mưa lớn và mực nước sông dâng đột ngột ở thượng nguồn, nên trong 6 giờ tới, toàn bộ khu vực Trùng Khánh, đoạn thuộc lưu vực sông Kỳ Giang sẽ xảy ra trận lũ lớn lịch sử kể từ năm 1940 đến nay. Dự kiến mực nước cao nhất của trạm Ngũ Xá ở Kỳ Giang, quận Giang Tân sẽ vượt mức giới hạn kiểm soát lũ khoảng 4,8 đến 6,1 m và có khả năng tăng đến 9 đến 10 m. Theo tin từ các kênh truyền thông Trung Quốc đại lục, mực nước sông Kỳ Giang vẫn tiếp tục dâng cao trong ngày 10 tháng 8. Đợt lũ đỉnh điểm đổ về đến đoạn Trùng Khánh vào khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 8. Chính quyền địa phương thông báo rằng họ đã sơ tán khẩn cấp hơn 35.000 người. Do mưa lớn liên tục hôm mùng 10 tháng 8, trên nhiều đoạn đường cao tốc tại Trùng Khánh xuất hiện sụt lún. Vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, lượng mưa ở quận Nam Xuyên ở phía nam thành phố Trùng Khánh lên tới 109,6 mm, gây ngập úng. Có không ít cư dân mạng ở Trùng Khánh đã đăng tải những video ngắn về trận lũ lụt do họ tự quay. Từ video có thể thấy rằng, vào sáng ngày 10 tháng 8, nhiều khu vực dọc theo hai bên bờ sông Kỳ Giang đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Lũ đã tràn vào tầng 1 của các tòa nhà hai bên đường quốc lộ Tân Giang. Những chiếc ô tô trong bãi đậu xe cũng bị ngập và trôi nổi trên mặt nước. Ở một số khu vực khác, đường phố biến thành sông, có nơi lũ lụt đổ xuống như thác nước. Thậm chí một số tòa nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Cầu đường sắt cũng bị phá vỡ. Cư dân mạng cho rằng mực nước trên sông Kỳ Giang vẫn đang tăng. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, kể từ ngày 9 tháng 8, khu vực phía đông nam và phía tây Trùng Khánh có mưa vừa và mưa to, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa lớn xảy ra ở nhiều quận huyện gồm Dậu Dương, Tú Sơn, Bành Thủy, Võ Long. Do ảnh hưởng của mưa lớn, các con sông vừa và nhỏ như Dậu Thủy ở Tú Sơn, Cam Long ở Dậu Dương, Thạch Lương ở Võ Long, Thông Huệ ở Kỳ Giang và Ngư Tuyền ở Nam Xuyên đã xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tính đến nay, nước lũ trên gần 150 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị trên cả nước đã vượt quá mức báo động, nhiều hơn so với cùng kỳ mọi năm. Trong đó có 11 con sông đã vượt quá mực nước đảm bảo an toàn và 9 con sông đã vượt quá mức lũ lịch sử được ghi nhận. Kể từ đầu mùa lũ tới nay, Trung Quốc mới bước vào mùa lũ hơn 40 ngày, nhưng đã có tới 145 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị xuất hiện lũ lụt trên mức báo động. Sông Tây Giang, Bắc Giang ở phía Nam và sông Hoàng Hà ở phía Bắc đã lần lượt xuất hiện những trận lũ đầu tiên trong năm nay. Ngoài ra, huyện Duyên Hải, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu do chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn nên trên địa bàn huyện cũng xảy ra nhiều trận sạt lở đất. Trong đó, đường cao tốc đoạn từ Duyên Hải đến Quan Châu bị gián đoạn do sạt lở núi. Thưa quý vị, những trận lũ mùa hè đang hoành hành ở một số vùng của Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại về người và của. Số người chết trong 2 tuần qua là 536 người và 1,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ sớm tại Trung Quốc là các tỉnh miền Nam. Đây là một trong những đợt thiên tai gây thiệt hại nhất ở nước này trong hàng thập kỷ qua. Nhiều nơi chìm trong nước lũ do những cơn mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày. Tình hình lũ lụt tại thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây và một số nơi khác ở Quảng Đông đang hết sức nghiêm trọng. Nước sông dâng cao phá vỡ đê và những đợt lở đất khiến số thương vong tăng cao. Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc lo ngại đây chưa phải là đỉnh cao của đợt lũ. Ngoài số người chết còn có 137 người khác được xác định là mất tích. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt ở khu vực miền Nam bị gián đoạn do nước lũ. Tính đến thời điểm này, lũ lụt tại Trung Quốc gây thiệt hại ước tính khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tình trạng tại miền Nam hoàn toàn trái ngược với miền Trung và miền Bắc Trung Quốc, những nơi đang chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục. Tỉnh miền Trung An Huy đang bị hạn hán gây thiệt hại nặng, còn thủ đô Bắc Kinh tiếp tục trải qua đợt nóng trên 40 độ C. Quý vị thân mến, các hoạt động trong vùng xám của Trung Quốc được xem là những hành động tinh vi để kiểm soát các quốc gia yếu hơn thông qua các chiến thuật kinh tế, chính trị và thông tin, tránh xung đột quân sự. Đó là một chiến lược được tiến hành chậm rãi, lâu dài, có chú ý làm mờ đi ranh giới giữa hòa bình và xung đột. Biểu hiện của chiến thuật này là các tàu dân quân thường xuyên quấy rối các tàu thương mại trong khu vực. Giáo sư Penn gợi ý rằng các quốc gia bị ảnh hưởng có thể liên kết với nhau và chia sẻ các chiến lược kháng cự để chống lại mối đe dọa này. Giáo sư Penn cũng gợi ý rằng một mạng lưới các quốc gia chia sẻ thông tin, tình báo và kinh nghiệm có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Chiến thuật vùng xám sẽ thành công khi các quốc gia thiếu quan hệ đối tác, sự liên kết và thông tin đáng tin cậy. Philippines cũng đã mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ Ấn Độ, một động thái được coi là có ý nghĩa chiến lược. Họ cũng có kế hoạch tăng cường liên minh chiến lược với các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau khi ký kết Hiệp ước Phòng thủ Chung năm 1951 với Mỹ, Philippines đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ của mình. Hai nước đã cùng nhau tiến hành cuộc tập trận hàng hải lớn nhất từ trước tới nay. Điều này cho thấy rằng Philippines đã sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của mình. 10 huyện, thành phố của tỉnh Giang Tây đã trải qua trận mưa bão cực lớn. 34 huyện, thành phố có mưa lớn và 63 huyện, thành phố có mưa vừa. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ tại khu thắng cảnh núi Ngô Công ở thành phố Bình Hương, thành phố Trương Thục ở Nghi Xuân và các làng khác. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây dự báo, chiều tối ngày 9 tháng 8, áp thấp phía nam vùng mưa Giang Tây sẽ suy yếu, có nơi còn mưa to. Do ảnh hưởng của mưa lớn, Giang Tây triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Vào lúc 9 giờ ngày 9 tháng 8, Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây đã quyết định phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, yêu cầu tất cả các địa phương và ban ngành làm tốt công tác phòng chống lũ lụt theo sự phân công trách nhiệm và các quy định của kế hoạch. Tại Phong Thành, huyện Nghi Xuân, một bờ kè sông bị vỡ khoảng 30 m và chính quyền địa phương đang thực hiện cứu hộ khẩn cấp. Vào ngày 9 tháng 8, do lượng mưa lớn, phần hạ lưu kè sông Thành Phong ở thị trấn Ly Cun, thành phố Phong Thành, huyện Nghi Xuân đã bị vỡ khoảng 30 m, cách đó 4 ngôi làng ở hạ lưu bị ngập lụt và khoảng 300 người bị ảnh hưởng. Tính đến 16 giờ chiều cùng ngày, tất cả dân làng bị ảnh hưởng đã được chuyển đi mà không có thương vong. Các vật liệu chống lũ như đá và cọc gỗ được sử dụng để vá kín chỗ đê kè bị vỡ, hiện mực nước đã rút. Các ban ngành địa phương vẫn đang khẩn trương ứng cứu. Tại Phúc Châu, mưa xối xả dẫn đến ngập úng đô thị quy mô lớn. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây cho biết từ tối ngày 8 tháng 8 đến tối ngày 9 tháng 8, lượng mưa trong 24 giờ ở nhiều thị trấn và thị trấn ở Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đạt hơn 250 mm, ứng phó với mức mưa lớn. Trong đó, lượng mưa 24 giờ ở huyện Trung Nhân, thành phố Phúc Châu đạt 304 mm. Lượng mưa lớn khiến các con sông dâng cao, đất nông nghiệp bị ngập lụt và xảy ra tình trạng ngập úng đô thị quy mô lớn. Chính quyền địa phương đã chuyển và sơ tán 352 người dân bị mắc kẹt. Tính đến 9 giờ sáng ngày 9 tháng 8, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 14 người mắc kẹt trong vùng tâm lũ. Tuy nhiên, người dân vẫn bị mắc kẹt ở một số ngôi làng và tính mạng của họ không gặp nguy hiểm. Hiện chính quyền địa phương đang tổ chức lực lượng chữa cháy, dân phòng và cán bộ thị trấn triển khai ứng cứu và cứu nạn khẩn cấp. Cũng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, mực nước của hai con sông là sông Mạnh Hà và kênh dẫn dòng của làng Happy ở thị trấn Trung Châu, thành phố Trương Thục, thành phố Nghi Xuân đã tăng cao và nhiều người bị mắc kẹt. Sau khi thiên tai xảy ra, các cán bộ thị trấn và thôn đã ngay lập tức tổ chức nhân sự để di chuyển những người bị mắc kẹt trong làng đến điểm tái định cư một cách an toàn. Hiện tại, thị trấn Trung Châu, thành phố Trương Thục đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn và khử trùng dịch bệnh tại các khu tái định cư và đảm bảo an ninh cuộc sống của những người dân làng khi được chuyển đến. Công tác chống lũ lụt cục bộ và tái định cư khẩn cấp vẫn đang được tiến hành. Vào sáng sớm ngày 9 tháng 8, có một trận mưa lớn bất ngờ ở khu thắng cảnh núi Ngô Công của thành phố Bình Hương. Một số thị trấn và làng mạc như thị trấn Vạn Long Sơn và thị trấn Mã Thiên bị ngập úng và một số nhà cửa người dân bị ngập lụt. Địa phương đã thành lập đội cứu hộ khẩn cấp để thuyết phục khách du lịch rời khỏi khu danh lam thắng cảnh để đảm bảo an toàn, thực hiện các cuộc điều tra nguy hiểm tiềm ẩn và phân luồng giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân và khách du lịch. Theo thống kê của Đài khí tượng Trung ương ngày 10 tháng 8, Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến đã xảy ra mưa lớn. Riêng khu vực trung tâm Giang Tây và Bắc Phúc Kiến có mưa lớn với lượng mưa tới 280 mm, đạt cấp độ mưa bão cực lớn. Theo dữ liệu về lượng mưa gần đây do Trung tâm Phát hành Cảnh báo sớm của Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây công bố vào ngày 9 tháng 8, từ 7 giờ ngày 9 tháng 8 đến 10 giờ ngày 10 tháng 8 đã có mưa lớn ở phía Nam Giang Tây và hầu hết một số khu vực thuộc Trung tâm Giang Tây có mưa to hoặc có mưa cực lớn. Tổng số có 23 trạm tại 7 quận, huyện có mưa rông cực lớn, 628 trạm tại 21 quận, huyện có mưa rông lớn và 548 trạm tại 45 quận, huyện có mưa rông vừa. Trạm Phi Viên trong quận là lớn nhất với lượng mưa đo được là 299,9 mm. Tiếp theo là trạm khí tượng Lệ Tây Quan Bình ở huyện Nghi Hoàng có lượng mưa là 288,4 mm. 613 trạm ở 35 quận, huyện có cường độ mưa hàng giờ là hơn 30 mm. Dự kiến trong ngày 11 tháng 8, 5 thành phố là Ưng Đàm, Bình Hương, Tân Dư, Tế An, Phúc Châu và 4 thành phố phía Nam, Nam Xương, Cảnh Đức Trấn, Thượng Nhiêu, Nghi Xuân và phía Bắc Cám Châu sẽ nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to hoặc mưa rông lớn, có nơi có mưa vừa, có nơi mưa to. Các khu vực khác trong tỉnh nhiều mây, có mưa rào hoặc mưa rông vừa đến mưa to, có nơi mưa to cục bộ. Đêm nay, thành phố Cám Châu, Thượng Nhiêu và Phúc Châu nhiều mây, phía nam thành phố có mưa vừa hoặc dông, một số khu vực có mưa to và mưa xối xả cục bộ. ba thành phố Cửu Giang, Nghi Xuân và thành phố Nam Xương ở phía Bắc tạnh mưa và trời chuyển nhiều mây, các khu vực khác trong tỉnh nhiều mây, có mưa nhẹ, có nơi mưa vừa. Khi dông bão xảy ra trên địa bàn tỉnh, một số khu vực sẽ kèm theo sấm sét mạnh và mưa lớn trong thời gian ngắn, cục bộ còn có thể kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh và mưa đá. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây thông báo về việc bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để kiểm soát lũ lụt. Tất cả các thành phố có huyện, quận Mới Cám Giang và quận trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm phòng ngừa và kiểm soát lũ lụt và mưa lớn, và các đơn vị thành viên của tỉnh thực hiện công tác phòng thủ và hướng dẫn phòng ngừa. Trước tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay, theo kế hoạch khẩn cấp phòng chống lũ lụt và hạn hán ở tỉnh Giang Tây, sau khi được sự đồng ý của Giám đốc Sở Quốc phòng tỉnh, Sở Quốc phòng tỉnh đã quyết định bắt đầu có 4 ứng phó khẩn cấp điều tiết lũ từ 9 giờ ngày 9 tháng 8. Các địa phương, ban ngành phải nỗ lực làm tốt công tác phòng chống lũ theo phân cấp và quy định của phương án. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây cho biết, từ tối ngày 9 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, Phúc Châu, Giang Tây hứng chịu mưa lớn, lượng mưa trong 24 giờ ở nhiều thị trấn lên tới hơn 250 mm, ứng với cấp độ mưa bão bất thường. Trong số đó, quận Trung Nhân, thành phố Phúc Châu, lượng mưa trong 24 giờ lên tới 304 mm. Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, đất nông nghiệp bị ngập và xảy ra ngập úng đô thị diện rộng. Chính quyền địa phương đã chuyển và sơ tán 352 người dân bị mắc kẹt. Tính đến 9 giờ 40 phút hôm 8 tháng 9, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được hơn 10 người mắc kẹt trong vùng tâm lũ. Tuy nhiên, gần 50 người dân vẫn đang bị mắc kẹt ở làng bên kia sông, tính mạng không nguy hiểm. Tuy nhiên, do tình hình hiện nay, nước chảy xiết và mực nước dâng cao nhanh chóng nên tạm thời chưa thể vượt sông để ứng cứu. Được biết, hiện chính quyền địa phương đang tổ chức lực lượng chữa cháy, cấp cứu, cứu nạn tư nhân và cán bộ thị trấn để triển khai cứu nạn. Hiện tại, Phong Thành đưa ra thông báo về tình trạng tắc nghẽn giao thông do trời mưa ở một số khu vực. Do lượng mưa lớn tập trung, núi Yu Hua và núi Sen Hua đã gây ra lũ lụt trên núi, đường vào núi đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, giao thông dọc theo toàn bộ tuyến đường bị tắc nghẽn, vui lòng tiến hành một cách thận trọng. Từ 20 giờ ngày 9 đến 20 giờ ngày 10 tháng 8, một phần đông Quý Châu, Trung và Nam Hồ Nam, Trung Giang Tây, Nam Chiết Giang, Bắc Phúc Kiến, Đông Bắc Tứ Xuyên, hầu hết Trùng Khánh, Đông Nam và Bắc Thiểm Tây, Trung Sơn Tây có mưa lớn. Trong số đó có mưa lớn cục bộ ở trung tâm Giang Tây, Tây Bắc Phúc Kiến và các nơi khác. Có sương mù cục bộ ở Tây Nam Nội Mông, Đông Bắc và Nam Sơn Đông. Ngoài ra có mưa rông cục bộ ở phía Bắc Chiết Giang, Nam Giang Tây, Trung và Đông Quảng Đông. Dự kiến từ 14 giờ ngày 9 tháng 8 đến 14 giờ ngày 10 tháng 8 sẽ có mưa to đến rất to ở một số khu vực thuộc miền Trung và Nam Giang Tây, Nam Chiết Giang, Tây và Bắc Phúc Kiến, Trung và Đông Quảng Tây, Trung và phía Bắc Quảng Đông. Trong số đó, một phần phía Bắc Phúc Kiến và những nơi khác có mưa lớn với lượng mưa từ 100 mm đến 140 mm. Một số khu vực nêu trên có thể có lượng mưa lớn ngắn hạn. Lượng mưa mỗi giờ tối đa từ 20 mm đến 50 mm, cục bộ có thể vượt qua 60 mm, có dông, gió giật mạnh cục bộ hoặc mưa đá. Thưa quý vị, các hình thái thời tiết khắc nghiệt đang gây ra thiệt hại nặng nề tại một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới. 9 người hiện vẫn đang mất tích ở miền Trung Trung Quốc sau một trận lở đất do mưa lớn, trong bối cảnh lũ lụt và nhiệt độ khắc nghiệt trên khắp đất nước, giới chức địa phương hôm 9 tháng 8 cho biết. 5 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát tại một công trường xây dựng đường cao tốc ở miền Trung tỉnh Hồ Bắc, nơi xảy ra lũ lụt sạt lở đất hôm 8 tháng 8. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực với hy vọng tìm thấy nhiều người sống sót hơn. Trong khi đó, hàng chục nghìn người đã được chuyển đến nơi trú ẩn trong bối cảnh lũ lụt nặng nề diễn ra ở miền Bắc, miền Trung và Đông Nam Trung Quốc. Lũ lụt theo mùa là chuyện thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, nhưng mực nước dâng cao năm nay đi kèm với nhiệt độ cao kéo dài bất thường. Với hơn 9 triệu km vuông diện tích đất liền, Trung Quốc đang đồng thời hứng chịu đợt nắng nóng, lũ lụt và hạn hán vào mùa hè này. Các thành phố đã mở các hầm trú ẩn tránh máy bay ném bom để giúp cư dân thoát khỏi cái nóng. Đầu tuần này, Bắc Kinh đã báo cáo hơn 9 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 35 độ C, kỷ lục chưa từng thấy kể từ năm 1961. Các nhà chức trách đã đưa ra các cảnh báo về sức khỏe ở thủ đô cũng như các nơi khác. ngừng nhiều công việc ngoài trời, mặc dù nhiều công nhân vẫn tiếp tục giao hàng, xếp gạch và vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh lo ngại về sự phục hồi kinh tế đang chững lại. Cho đến nay, 2 trường hợp tử vong ở Bắc Kinh được cho là do nắng nóng bất thường. Các cơ quan y tế cho biết một hướng dẫn viên du lịch đã ngã quỵ và tử vong vì say nắng khi đang đưa du khách tham quan cung điện mùa hè, một khu vườn hoàng gia rộng lớn từ thế kỷ 18. Tháng trước, một phụ nữ ở Bắc Kinh cũng chết vì say nắng. Các cơ quan y tế ở Thiệu Hưng, một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, hôm mùng 10 tháng 8 cho biết họ đã ghi nhận những trường hợp tử vong do nắng nóng nhưng không nêu cụ thể chi tiết. Các thành phố của Trung Quốc như Trùng Khánh, một đô thị phía Tây Nam nổi tiếng với mùa hè nóng nực, trong nhiều năm đã sử dụng các đường hầm tránh bom như trung tâm làm mát công cộng. Các nơi trú ẩn hiện nay thường được trang bị khu vực tiếp khách và cung cấp nước uống, đồ uống giải khát, thuốc điều trị say nắng và trong một số trường hợp là các tiện nghi như Wi-Fi, TV và thiết bị chơi bóng bàn. Cơ quan thời tiết hôm 9 tháng 8 vừa qua cảnh báo rằng hạn hán nghiêm trọng ở miền Bắc Trung Quốc đang đe dọa mùa màng và gây căng thẳng cho lưới điện làm việc quá sức. Trong khi đó, lũ lụt nặng nề ở miền Nam Trung Quốc đã khiến hàng nghìn người phải di rời trong vài tuần qua. Nhiệt độ trung bình của trái đất đã thiết lập một kỷ lục cao không chính thức mới trong ngày 9 tháng 8 vừa qua.